Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã tiếp nhận ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra. Dự tiếp nhận có đồng chí Phạm Thị Tuyến, trưởng ban dân vận tỉnh ủy, chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Trong đó, huyện Phù Cừ ủng hộ 200 triệu đồng, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh ủng hộ 50 triệu đồng, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dụng cụ An Bi chi nhánh Hưng Yên ủng hộ 30 triệu đồng và Câu lạc bộ Công an Hưu trí Hưng Yên ủng hộ 5 triệu đồng. Tổng số tiền Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tiếp nhận là 285 triệu đồng. Đây là hành động thể hiện tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách nhằm hỗ trợ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả do thiên tai lũ lụt, sớm ổn định cuộc sống.